Cô ơi, cô chờ cháu yêu mãi cô nha. Cô ơi, sao cô không nói gì? Cô ơi, cô đồng ý đi cô. Cô ơi, cháu xin cô đấy. Cô chờ cháu yêu mãi đi cô. Cháu xin cô đấy. Cô nói gì đi, cô đồng ý cho cháu yêu mãi cô nha. Cô nói gì đi, cô cho cháu yêu mãi cô nha. Cô ơi, cô cho... Cô cho cháu yêu mãi cô nha. Cô ơi, cháu xin cô đấy. Cô đi mà cô. Cô nói gì với cô cháu cho cháu yêu mãi cô. Cô ơi, cô cho cháu yêu mãi cô nha. Cô ơi, cô cho cháu yêu mãi cô nha. Cháu xin cô nói gì đi cô. Cô cho cháu yêu mãi cô nha. Cô ơi, cô nói gì đi cô cho cháu. Trần đời tôi chưa bao giờ gặp một cái đứa nào mà nó dai như mày đâu. Cháu dài lắm cô ạ. Nhưng mà cô cho cháu yêu mai cô nha, cô ơi. Cô đồng ý đi, cô cho cháu yêu mai cô nha, cô. Cháu xin cô. Cô cho cháu yêu mai cô nha, cô ơi, cô. Cô nói gì đi, cô đồng ý đi cô. Mày điên à? Sao mày điên thế? Cháu điên mà cháu yêu mai, cháu cũng điên. Cô cho cháu yêu mai cô nha. Cô cho cháu yêu mai đi. Đi mà cô nói gì đi. Cháu xin cô đấy cô ơi. Cô cho cháu yêu mai đi cô. Cô nói gì đi. Cháu xin cô ơi. Cô cho cháu yêu mai cô nha. Cô ơi. Cô cháu yêu mai đi cô. Cái gì thế? Đi. Cô ôi nói đi cô. Mình vào mình xử lý cái vụ này cho em cái. Đi vào. Làm sao? Thằng này nó bảo nó là bạn của con Mai. Thế mà từ lúc nó bước chân vào nhà mình rồi nó nói không ngừng nghỉ một phút nào mình ạ. Em đau hết cả đầu với cái thằng này rồi. Cháu chào chú ạ. Vâng, chào cậu. Chú ơi, chú là bố của em Mai ạ. Đúng. Chú ơi, chú cho cháu yêu em Mai chú nha. Chú ơi, cô chú cho cháu yêu em Mai đi. Chú đồng ý đi, chú cho cháu yêu em Mai chú nha. Chú ơi, chú cho cháu yêu em Mai chú nha. Đấy, tôi đã bảo rồi mà. Chú ơi, từ lúc nó vào nhà đến bây giờ đấy cứ liên tục cứ thế này mãi. Chú cho cháu yêu mai chú nha. Chú ơi. Mà chú ơi, chú cho cháu yêu mai chú nha. Chú ơi, chú hứa đi. Nó nỉa lắm ông à. Nó nói không mọc ra non mồm ông à. Nó nói nó không thôi mày. Tôi không phải là bố mẹ cậu đâu hả? Mà cậu cứ đến đây cậu ăn vạ người đâu mà cứ lèo nhà lèo nhèo thế. Cậu bảo cậu yêu con Mai nhà tôi thế. Cậu biết con Mai nhà tôi như thế nào? Dạ, thưa cô chú. Chả là hôm qua cháu lên Face gặp em Mai. Và ngay từ cái nhìn đầu tiên khi cháu nhìn thấy em Mai, trái tim cháu đã thuộc về Mai. Thế là hôm nay cháu đến đây để... Chú ơi, cô cho cháu yêu em Mai của chú nha. Cháu xin của chú đây, cháu yêu em Mai thôi. Cháu cũng như thế. Cô cho cháu yêu em Mai của chú nha. Cầm mồm ngay. Tôi mà... Thôi! Và vơ vẩn đến đây thì chưa giới thiệu gì cả, cậu là làm gì mà cậu đòi yêu con Mai nhà tôi? Dạ thưa cô chú, nghề của cháu là một nghề rất là tuyệt vời ạ. Cháu xin tự giới thiệu, cháu là một nhà thơ văn xuôi. Nhà thơ văn xuôi cơ đấy. Thế cô chú không biết nhà thơ văn xuôi ạ? Đấy, à... tại sao cô chú lại không biết cháu nhở? Thôi, được rồi. Bây giờ thì chúng mình sẽ thử nhau xem là như thế nào nhé. Dạ. Mời cậu uống cốc nước. Điều cháu rất mong ước. Uống xong mời cậu bước. Cháu mời chú uống trước. Cậu mà không bước, tôi đá cho cậu một cước. Cháu lấy tay đỡ trước, người cháu không biết xước. Được. Thôi coi như là thơ là xong nhá. Bây giờ cậu tự giới thiệu về mình đi. Ô, cháu có thể đứng được không ạ? Được. Vì nhà thơ văn xuôi ấy, khi mà nhịp thơ nó vào người ấy, nó cứ muốn bay bổng ạ. Dạ. Đứng đây. Cháu xin tự giới thiệu, cháu tên là Minh. Và sau đây cháu xin phép được bắt đầu. Minh mến Mai, Minh mê mẩn Mai, mình mong muốn mòn mỏi Mai mến mình. Mà mẹ Mai mắng Minh mặt mẹt. Minh mắng mẹ Mai mặt mò. Minh mếu máo mẹ Mai mệt mỏi. Cháu xin hết ạ. Hết hay nhỉ? Toàn là vần
mà. Tôi biết rồi, tôi dạ. Mà cậu có cái mà. Thế thì tôi biết cậu là cái dạng gì rồi. Dạ. Và tôi cũng cho luôn cậu biết là tôi là dạng gì. À, tôi có thể đứng được không nhỉ? Dạ nha, chú thích đứng, chú đứng, chú ngồi, chú ngồi. Tôi tên Tú. Tính tình tôi thẳng thắn. Tôi thách thức thằng thích tranh thủ. Thằng tòm tem tán tỉnh, tôi tiến tới tôi tát. Hiểu. Chú đưa chữ T đúng không ạ? Chữ T. Tớ tha thiết tiến tới tán tỉnh. Tớ trao trọn trái tim thật thà. Trung tình. Ôi trời. Trung tình. Tao thề. Mày láo quá, rồi. Mày vào nhà cô chú, mày không biết trên biết dưới gì cả. Mày lại còn tớ, sao mày lại lên cấp độ, mày lại tao à? Là cháu tình chuẩn này, cô nói cho mày biết nha. Cháu chưa chuẩn chỉnh, chưa chỉn chu, cháu cà chớn, cháu cút. Hiểu. Cô đưa chữ C đúng không? Chữ C thì cháu chưa cút. Cô có con chó cỡ con chồn, chân con chó cỡ cái cột. Cô cho chó cắn cháu chết. Cháu chưa chết, cháu cắn chó, chó chết. Cô cứu cháu, cháu chết. Cháu chưa chết. Cháu chưa chết, cháu cũng cút. Mày đừng đùa với cả ninja rùa nhá. Chứ cái mặc một chồng là ninja rùa. Bà muốn cười. Mày là thằng nào? Trình bày đàng hoàng thì nhà này còn tình người. Nghĩa là chú chơi dấu huyền đúng không? Đúng. Dấu huyền à, để cháu nghĩ xem có dấu huyền để đối với chú không. Đây có rồi. Hàng ngày bình thường thằng này là một bàn nhà hàng nhà bà Hồng đầu đường gần trường. Mình hiền lành nhà nghèo mà giàu tình người, vì giàu tình người mà thằng Hùng lừa tiền. Rồi buồn phiền về nhà làm trà đào gần bờ rào, rồi vào trường tìm người dùng trà đào. Rồi trà đào nhiều ruồi, nhiều người tìm mình đòi tiền. Mình về nhà lùa ruồi vào lồng. Rồi mày lùa ruồi vào lồng làm gì mà mày lem bem nhiều lời? Là nhà này mời mày về phường. Này mình à, nàng nhà mình là canh vàng, thằng này đừng hòng mà làng nhà. Thằng này luôn đầu bù xù, nhìn vào là buồn cười liền, mời thằng này về nhà mình làm hề. Về nhà mình làm hề, dần dần thành phương tuồng treo, làm gì còn là người bình thường, mà nhà mình toàn là người đàng hoàng. Đừng cam giam, mình là người nhiều tiền, mình làm giàu từ nghề năm ươn. Năm ươn là thế nào? À, mình làm giàu từ nghề làm vườn. Làm vườn. Làm nghe vườn à? Này, thế làm vườn này có tiền không? Dạ, cũng bình thường thôi ạ. Dạ, cảm phiền chú lấy giúp cháu cái ba lô được không ạ? Ba lô? Kia. Đúng rồi. Vâng, chú cứ dạ. Mở ra luôn. Mở ra? Dạ vâng. Ôi, tiền ơi. Hóa ra cậu cũng lắm tiền. Dạ. Thế thì cậu cứ ngồi yên chỗ này. Ông ơi, rót nước trà ngay. Để cho cậu khát thế này chết không ấy. Tưởng cậu là đứa lông bông. Cho nên tôi mới coi không ra gì. Ê, bác ơi, suy nghĩ làm chi. Cầm luôn 2 tỷ này đi bác à. Gọi là cho có chút quà. Lần đầu ra mắt thì gọi là cho vui. Là tiền thật đấy bà ơi. Mùi thơm phương phức, chuẩn người cao sang. Mai, ra gặp mặt chồng con ơi. Ôi hời dạ. Ngày mai cưới luôn. Con chào bố mẹ. Em chào anh ạ. Mai đi. Đấy, em nó ra rồi đấy. Đây là em Mai nhà mình đấy ạ. Đấy, em nó đấy. Mai đấy. Không. Không phải. Sao? Sao đây không phải? Đây. Mai của cháu đây cơ mà. Đúng rồi. Nó đây mà. Đây là Mai sử dụng app. Này, phải chỉnh sửa mấy tiếng mới được thế này nhỉ? 6 tiếng. Đấy.
phải chỉnh mất 6 tiếng mới được thế này đấy. Dạ vâng. Cháu xin ạ. Trên mạng cứ tưởng minh tinh, ở ngoài sao mất vệ sinh thế này. Ui thì hết, mặt thì lưỡi cày. Tí mất 2 tỷ kiểu này trên không. Nhưng mà từ nãy giờ mất băng công cháu thể hiện. Vào phòng đi. Đúng là không thể tin được cái gì ở trên mạng. Này cháu ơi, cháu ơi, còn cô chị cả chỉnh áp có 5 tiếng thôi. Làm quen không? Trời!